coi chừng nha, cái cây nó lăn xuống nha. Trời ơi, chưa ăn mình nó miếng rồi nó chạy. Ủa không, chấm chiếu, chấm chiếu ướt á. Chấm chiếu không, không có này. Dạ. Cô trèo đây, còn hai cô ở dưới quay. Bằng cái đó. Nãy thấy mấy anh chị ăn ngon lắm. Trời ơi. Thằng giấy nó chua điếng luôn mọi người. Mà cái hạt nó chát quá à. Thôi có chẩm chiếu ướt không ta? À trời. Có chẩm chiếu ướt không ta? Có ướt của Mia có. Gì hết đâu rồi Mia đâu? Mia đi chung mình chiến kia. Dễ đình đạch. Trời ơi, nước mắt mà muốn chảy ra luôn. Trời ơi, nó chua ghê luôn á mẹ. Trời ơi, tao bắt nái trong vùng luôn. Tao bắt nái trong vùng. Trời ơi, mày giết rồi mày không ai mà chơi với mày luôn á. Cậu lấy hồi nó thấy nhìn, thiệt. Anh nghe nhìn. Anh là né. Cậu lấy hồi thấy ướt cái đáy là nghi nghi gì nữa nha. Thấy không? Bữa ăn chúng à. Hả? Ăn chúng cái hạt chát không? Hả? Mấy cái chỗ này nè. Cái hạt đang chằn nè. Sao cởi bộ đồ ra mà còn cái cốt vậy? Sao khạc Trời, túi có heo. Túi thiệt. Ta lấy hơn tao hết một cái. Nội tao chịu không nổi luôn. Chén muối này mượn của anh nào vậy? Muối thì xin của người ta. Đi giữa đường tắp vô xin chơi vậy? Còn chén me. Me cũng xin luôn, người ta cho ăn tiền. Đất này đái quá. Ôi trời ơi. Đang tính làm chuyện xấu. Bay ơi. Bay ơi bay. Cố rồi. Cố. Trời ơi. Cái này là cái gì? Má bị hóc muối mày ơi. Còn cái này là cái gì? Trời ơi, bệnh chết. Cái này là cái gì nữa? Sốc nổi gì trời. Chị Kim ơi, chị Kim. Chị mình nó chát quá trời. Ôi trời ơi, trời ơi.